Ok, hôm nay mình sẽ mở cái hộp này. Trời ơi, con này nữa. Oh, come on. Đây là cái túi. Oh shoot. Mấy người đó người ta bỏ vô trong đây hết cho mình rồi. Túi đẹp chứ. Nhìn mẹ bạn. Nhìn chất lượng hiếm. Da rất là đẹp nha, rất đẹp luôn, đã lắm. Một ngăn hai miếng vest của mình, hai miếng vest. Ok, mình cho các bạn xem nha. Đây là Explosion của Sultan size 10. Đó. Anh em thích thì mình sẽ gửi cái này về Việt Nam. Còn cái này là của mình, ok. Còn miếng kia mình để lại cho bạn mình. Còn tiếp coi. Thì đây. Custom series size 16 inch crash. Tiếp. Nhiều lắm nhiều. Custom series 17 inch crash. Hai miếng nha. Hình như hết rồi, nó đâu còn gì đâu. Ok, miếng này của mình. Hiểu yeah. Thấy gì không? 18 crash. Yeah.